và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, cái mặt mình quen quá rồi, Phong Cận TV đây, yes. Và ngày hôm nay, như các bạn đã đọc tiêu đề thì mình nghĩ chắc các bạn cũng biết chúng ta hôm nay sẽ đi đâu rồi đúng không? Hôm nay thì mình đang cùng với lại Sammy, Simmy và Kyron. Bọn mình đang cùng nhau đi đến shop thú cưng để đón hai bé thú cưng của bọn mình về. Một bé là bé của Sim với Kai nuôi, còn một bé là của mình với Sam nuôi đó. Thì lần trước là mình có up một cái ảnh lên trên Facebook rồi, có rất là nhiều bạn tò mò không biết rằng là bé cúng của mình. Bé cúng là bé gì? Bé cúng gia cầm. Bé thú cưng của mình, đúng rồi. Thì mình up lên trên Facebook có rất là nhiều bạn người là tò mò về bé cuốn của mình, nhìn nó sẽ như thế nào, nó là giống chó gì, có rất là nhiều bạn tò mò luôn, cho nên ngày hôm nay mình sẽ bật mí cho các bạn nha. Ok, let's go đi thôi. Hiện tại thì bọn mình đã đi đến chỗ của mực bét rồi, nhưng mà ở ngoài trời đang mưa to quá bạn ạ. Chắc là phải ở đây tầm khi nào tạnh mưa thì mới có thể đưa hai bé cuốn về được. Ok 500 anh em, và hiện tại bây giờ mình với Sammy đã đến mực bét family rồi đây. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau truy tìm bé đậu của chúng ta. Tôi đố các bạn xem video, bạn biết bé đậu là bé nào đó. Bây giờ chúng ta xem từng bé nha. Ok, let's go. Bé đầu tiên. Tỉnh dậy con, sao ngủ rồi? Tỉnh dậy. Tỉnh. Ủa, cái con mắt con đâu rồi? Sao thấy con mắt đâu vậy? À đây. Đây chính là bé đầu tiên. Đối với bạn, bé này có phải bé đậu hay không? Đối với bạn đó, bé tí tẹo à. Trời ơi, nhìn yêu quá bạn, dễ thương thật sự á. Nhưng mà đây không phải là bé đậu nha, đây chính là em của bé đậu thôi. Ở nha, tạm biệt con nha, chính ông có vui ngồi, con dễ thương quá nhưng mà con không phải đậu. Bé này liệu có phải là bé đậu không? Con có phải đậu không? Hả? Ừ, con không phải đậu hả? À. Trời ơi, bé này nhìn cũng giống hạt đậu á, hạt đậu đen á, nhưng mà bé này bự quá. Không phải bé này không? Có phải bé đậu không? Bé này phải bé đậu, bé này màu nâu nè. Còn bé này thì sao? Bé này là một bé, ui bé này xin nhìn giống Shiba quá vậy. Thế còn bé này thì sao? Bé này có phải đậu không? À không, bé này là mèo. Ủa sao đang gì chó đi? Có bé mèo ở đây vậy? Dạ hồi vậy. Đang ngồi xuống đây. Ui, nhìn nó cơ bắp, ui, móng vuốt của nó bạn ạ. Ây da, từ nãy giờ chúng ta đang xem rất là nhiều rồi nhưng mà vẫn chưa tìm được bé đậu của chúng ta. Chúng ta phải xem tiếp thôi, let's go. Ở đây có những bé mèo rất là dễ thương nữa các bạn. Trong đây có một bé mèo này nhìn uống luôn. Ây da, quấn tôi à. À, bé này có phải bé đậu không ta? Trời ơi. Cái con bé này thì sao? Phải bé đậu không? Dạ trời, cái đuôi quấn cái mặt tôi luôn bạn. Cho con lên hình nha. Cho con lên hình nè. Cười lên con. Cười lên. Đố nhận ra ai đấy? Ai? Sao ai cạo chọc đầu con rồi? Em ơi. Sao ai cạo chọc đầu con rồi? Trời ơi. Con mặt đó. Nó đó. Trời ơi. Sao đầu con hối rồi? Mặt ơi. Con đang bị trầm cảm đúng không? Sao mà thấy cạo lông con xong thấy con buồn hẳn vậy? Và cái bé vừa rồi chúng ta thấy chính là bé mực nha các bạn nha, chứ không phải là bé đậu nha. Bé đậu to kiểu này là mình nuôi cũng hơi mệt á. Mình với Sammy là đang gọi là thấy bé này rất là dễ thương luôn các bạn ạ. Bé này nhìn không khác gì một hạt đậu luôn. Nhưng mà bé này không phải là đậu nha, bé này nhìn giống hạt đậu thôi. Bạn này thì được cái là nhìn mặt lúc nào cũng rất là vui, lúc nào cũng cười hết trơn á. À, cười lên con. Đã ha. Ai, bây giờ tôi đang. Ủa? Sao ngồi đây rồi? Ủa? Tìm gì vậy? Ủa? Đây rồi. Cuối cùng cũng đã tìm được đậu của chúng ta rồi. Tên, xin giới thiệu với bạn. Quay mặt qua đây con. Rồi, xin giới thiệu với bạn, đây chính là bé đậu của chúng ta. Hiện tại đang bị nhốt trong cái vali các bạn ơi, tại quậy quá cho nên phải nhốt lại đó. Đây, xin giới thiệu bạn, đây chính là bé đậu của chúng ta. Dễ thương chưa các bạn? Thì bé đậu chính là gọi là giống chó Cookie nha các bạn nha. Rồi thôi được rồi, bây giờ thả bé đậu đi cho Phong review cho mấy bạn cái sao. Mở ra, nở từ quả trứng ra nè. Rồi, chui ra ngoài con ơi. Sao nó không chui ra ngoài luôn. Anh mực đứng ngoài cho nên là đậu sợ đâu không dám chui ra. Trời ơi, ông này ông lười đến mức mà ông không thèm đi ra luôn, phải bới ông ra mới được các bạn ơi. Xin giới thiệu các bạn, đây chính là bé đậu của chúng ta các bạn ạ. Và mình đã quyết định là đặt tên cho bé nhà của mình là bé đậu nha các bạn nha. Đấy, thì các bạn có thể thấy bé đậu của chúng ta là một bé chó. À không, bé cuốn, chứ ai kêu bé chó. Bé cuốn rất là mập, đó có cái bụng của nó nằm mở không nữa bạn. Thì bé cuốn đậu của chúng ta là bé giống gọi là Cookie nha các bạn nha. À, rất là dễ thương luôn. Chào cô chú đi con, chào cô chú đi.
hùng của chú cái đi, hùng của chú cái. Dễ thương không các bạn nè. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi lựa đồ cho bé Đậu và sau đó đem bé Đậu về nhà nha. Về nhà mới ha con ha. Nếu như các bạn không biết thì ở đây mình đang có một cái bình, thì cái bình thuốc này mình không biết cái tên nó là gì, nhưng mà nói chung đây là một cái bình thuốc mà khi các bạn xịt vào đâu thì con chó nó sẽ đi vệ sinh về chỗ đó. Ừ, nói chung là con nào thông minh á thì nó nghe mùi, hiểu không? Đây ví dụ mình xịt lên áo Caron thì nó sẽ đi vệ sinh lên áo Caron luôn. Ê! Xịt lên đầu mình là tối tiện thấy nó leo đầu mình. Cho nên là mình sẽ lượm một chai này, hy vọng là bé Đậu nhà mình sẽ thông minh. Nghe giống như là người ta hút phép thuật cơ mà. Nói chung là ở trong đây hiện tại đang có rất là nhiều đồ mình có thể mua được cho Đậu luôn. Nên là bây giờ mình sẽ lựa, sau đó tí nữa về nhà mình sẽ review cho các bạn xem nhé. Ok, rồi bây giờ mình sẽ lựa đồ nha. Rồi, ok 500 anh em. Thì hiện tại là mình đã đem thành công bé Đậu từ shop mực bé đem về nhà rồi đây. Và đây chính là nhà mới của mình nha anh em. Cái con này nó bị một cái các bạn là nó hơi bị tăng động, nó hơi quậy, cho nên nó cứ đuổi theo Sam, nó cắn cái váy của Sam hoài đó, thấy không? Chị Sam quýnh cái xong rồi nó buồn luôn, nó đi chỗ khác luôn. Rồi, dòng chó Corgi này á các bạn thì được một cái nha, là mấy em rất là tăng động và khỏe mạnh luôn. Dù á là không có ai chơi với nó thì nó cũng sẽ tự chơi một mình luôn các bạn. Nó cực kỳ quậy luôn nha. Và ai mà nuôi con này á là phải xác định luôn là nó quậy dữ lắm luôn á. Phải chịu đựng nó luôn á trời. Nhiều khi tôi không biết là nó là chủ hay tôi là chủ nữa, mà tôi có phải đi theo ha. Tôi phải dọn hết tất cả những gì mà nó phá. Nó cắn dép nè, nó cắn chổi nè. Đó bây giờ nó chuyển qua nó cắn mấy trái banh, bạn thấy không? Đó. Rồi. Và đây xin giới thiệu các bạn, đây chính là chỗ ngủ của bé Corgi của chúng ta nè. À không, tại sao lại gọi là bé Corgi nha, hãy phải gọi là bé Đậu chứ. Đây là bé Đậu nha bạn nha. Lý do mà mình muốn đặt tên của bé chó này là Đậu á là bởi vì các bạn nhìn thấy không, nó bé như hạt đậu vậy á, với lại cái mông của nó kìa, cái đuôi của nó bé tí tẹo á. Nhìn y như cái hạt đậu gắn sau mông của nó vậy á, cho nên mình với Sammy quyết định đặt tên của nó là Đậu nha các bạn nha. Mấy bạn từ nay có thể gọi nó là bé Đậu nha, hoặc là có thể gọi cái tên khác nữa, đó chính là Đậu Mập nha các bạn. Tại sao mà mình lại gọi là Đậu Mập thì tí nữa các bạn xem đến cuối video thì các bạn sẽ biết nha. Đấy. Thì bé Đậu của chúng ta mới vừa gọi là được 3 tháng tuổi thôi bạn ơi, cho nên là còn rất là bé. Và bạn thấy bé Đậu có dễ thương không? Nó đang gọi là rất là thích cái trái banh này hay sao á. Mình chọn cái trái banh màu hồng cho nó để cho nó chơi các bạn ạ. Còn cái đoạn này thì anh em có thể nhìn thấy là tôi đang chơi chung với bé Đậu nè. Mặc dù á là bé Đậu á vẫn chưa có nhận ra được rằng là tôi chính là chủ của bé Đậu đâu. Tại vì là phải ở chung với bé Đậu một thời gian thì bé Đậu mới có thể nhận ra tôi là chủ của bé Đậu. Nhưng mà nó vẫn rất là mến người luôn các bạn. Nó hay chơi chung với tôi lắm. Tôi cứ mỗi lần bước ra ngoài hành lang nó nhìn thấy tôi là nó lại đem trái banh lại cho tôi để tôi chơi chung với nó à. Mà cái con này nha, được cái là nó tăng động cực kỳ luôn. Nó chơi không biết mệt luôn các bạn. Nó chạy qua chạy lại. Trời trời, nó cắn chân tôi ba ơi. Đó thấy không? Cái tật xấu của nó là nó cắn chân đó. Không biết có cách nào để có thể chị được cái tật xấu này có đó không ta, tại vì cứ ai đến nhà chơi nó cũng nhào vô cắn chân người ta hết trơn. Hôm qua nó cũng cắn mấy đứa em của tôi, nó cắn cay cắn luôn cả Sim luôn. Trời ơi, bé Đậu quậy quá. Bé Đậu ơi, bây giờ bé Đậu đứng lên nhảy cho anh chị xem cái nè. Nhảy 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 đi, nhảy đi, tăng 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 tăng. Trời, nó nhảy mà cục mỡ rung rung luôn mày, cái mỡ bụng của nó rung luôn mày. Hiện tại các bạn thì bọn mình đang có cái suy nghĩ á nha, là sẽ đem bé Đậu đi học huấn luyện mấy bạn ạ. À, để bé Đậu có thể ngoan hơn, không còn quậy phá nữa, bởi vì dòng chó này tăng động lắm mấy bạn ơi. Nhưng mà bù lại thì rất là thông minh. À trời ơi, mấy bạn coi đoạn này nè. Đoạn này là cái đoạn mà mình cho bé Đậu nó ăn nữa bạn. Lý do mà hồi nãy mình bảo với các bạn là mấy bạn có thể gọi Đậu là Đậu Mập là bởi vì các bạn coi cách nó ăn đi. Trời ơi, nó ăn mà nó cạp nguyên cái tô luôn các bạn. Nó liếm sạch sẽ luôn, không còn một tí nào luôn á bạn. Cứ có đồ ăn là nó ăn, có đồ ăn là nó ăn à. Đó bạn thấy không, nó ăn xong một tô rồi bây giờ nó qua bên cái tô của con cuốn của Cairon nó ăn luôn các bạn ơi. Cuốn của Cairon chưa kịp ăn mà nó nhào cho nó ăn luôn tô của người ta luôn. Trời ơi, đó, thấy không, thấy không? Nó liếm sạch sẽ, không còn một miếng nào hết. Đoạn này là Mui đang sờ thử cái bụng của nó coi coi là nó có bự ra không. Thì cái bụng của nó bự cực kỳ luôn các bạn. Rồi bây giờ đến ác mộng của Đậu nè. Các bạn có thể thấy là hiện tại là anh Dịch á, bạn đang bới bé Đậu lên, sau đó hung hung ngồi 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 chó. Trời ơi, thương lắm mấy bạn ơi, bởi vì anh Dịch rất là thích cái dòng chó Corgi này luôn á. Và bé Đậu chắc là lúc này đang rất là sợ luôn, tại nhìn ông Dịch khác gì con Titan đang muốn ăn thịt bé Đậu đâu. Đó, sau khi Dịch nựng xong đến lượt Mui cũng nựng luôn. Trời ơi, bé Đậu của tôi mà dễ thương như thế này mà ai mà không muốn nựng đâu các bạn. Đó, trời ơi, hơi bị đáng yêu luôn á nha. Rồi ok bạn, vậy là coi như ngày hôm nay á là tôi cũng đã quay xong một cái vlog để giới thiệu cho anh em về bé Đậu của nhà tôi rồi. Mặc dù là vlog cũng hơi ngắn xíu, xin lỗi các bạn nha, tại vì là bữa đó đến đó thì cũng không có quay được nhiều lắm. Nhưng mà nếu như các bạn thích á thì bạn hãy nhấn nút like video này đi. Tôi sẽ làm thêm nhiều những video mới hơn về bé Đậu nha. Ví dụ như cho bé Đậu chiến đấu với bé chó robot của tôi lần trước chẳng hạn. Đó, nhớ nhấn like video này để có thêm video về bé Đậu nha. Còn bây giờ thì tôi sẽ cố gắng chăm sóc cho bé Đậu thật là tốt và nuôi cho bé Đậu càng lớn càng mập hơn nữa để có thể có nhiều video vui và thú vị, cực kỳ dễ thương về bé Đậu cho các bạn xem nha. Còn bây giờ thì tôi nghĩ video đến đây cũng đã rất
rất là dài rồi, cho nên mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như mà anh em thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy có bên kênh Sammy để đăng ký ủng hộ cho Sammy cùng với các thành viên của Hero Team đó nha. Còn bây giờ thì kết thúc video tại đây thôi. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người nha. Tạm biệt.